Xin hân hoan chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hiệp Ba Đạo. Sau đây mình xin trình bày trong tác phẩm Công giáo huyền thoại và tội ác. Phần tiếp theo là mình xin làm nguồn gốc huyền thoại Kitô. Trong hệ thống độc thần giáo, Kitô giáo chiếm tỷ lệ tín đồ lớn nhất. Kitô giáo bao gồm các tôn giáo thờ Giêsu, vì họ tin rằng Giêsu là Chúa cứu thế chuộc tội thiên hạ. Tất cả các tín đồ tin thờ Giêsu theo ý nghĩa này đều được gọi chung là Kitô hữu, gồm có một, Công giáo La Mã Roma Catholic; hai, các chi phái Công giáo độc lập khác, Công giáo Ai Cập, Công giáo Nam Phi, Công giáo Hy Lạp; ba, chính thống giáo gồm có Anh giáo, các giáo phái Tin lành, Cơ đốc, Cao cơ, Lutheran và gần 200 giáo phái khác nhau. Ở nước ta, Công giáo La Mã đã được truyền tới lần đầu tiên do cố đạo Tây Ban Nha Ignatius tại làng Ninh Cường, Bùi Chu, tỉnh Nam Định từ năm 1533. Cho đến nay, trải qua gần 5 thế kỷ, chỉ có Công giáo La Mã chiếm địa vị ưu thắng so với các giáo phái khác của đạo Kitô. Do đó, người dân Việt Nam thường lẫn lộn Công giáo La Mã với tôn giáo khác thuộc hệ thống Kitô giáo. Nhiều người lầm lẫn gọi Công giáo La Mã là đạo Gia Tô hoặc đạo Thiên Chúa. Thực ra, Công giáo La Mã chỉ là một giáo phái lớn của Kitô mà thôi. Đối với Tây Phương, Công giáo La Mã được coi là dòng chính của Kitô giáo. Chính thống giáo, Anh giáo và các giáo phái Tin lành cũng là Kitô giáo và đều thờ Giêsu, Chúa Gia Tô. Cả Kitô giáo cũng không phải là tôn giáo duy nhất thờ Thiên Chúa, vì Do Thái giáo và Hồi giáo cũng thờ vị Thiên Chúa của Kinh Thánh Cựu Ước. Cho nên tất cả các tôn giáo nói trên đều là Thiên Chúa giáo, tức độc thần giáo. Chúng ta có thể tin, có thể hình dung Thiên Chúa giáo như sau đây. Công giáo La Mã đứng đầu là giáo hoàng ở Vatican. Các giáo phái Công giáo độc lập không tuân phục giáo hội La Mã. Anh giáo, chính thống giáo, các giáo phái Tin lành. Kitô giáo là tôn giáo lớn nhất thế giới và có ảnh hưởng mật thiết với vận mệnh nhân loại. Do đó, việc nghiên cứu huyền thoại Kitô là một vấn đề hết sức quan trọng. Nếu huyền thoại Kitô bị đánh đổ thì toàn bộ hệ thống Kitô giáo bị suy sụp, chứ không riêng gì Công giáo La Mã, vì Công giáo La Mã chỉ là một trong những giáo phái Kitô mà thôi. Hiện nay, rất nhiều nhà sử học và khoa học gia đều tùy thuộc theo khả năng chuyên môn của mình và đóng góp phần tích cực làm sáng tỏ thực chất của huyền thoại Kitô. Riêng trong phần bài viết này, chúng tôi chỉ trình bày về việc nghiên cứu nguồn gốc huyền thoại Kitô của Hội Nghiên cứu Thánh Kinh Rap Wooden ở Hoa Kỳ mà thôi. Hội này đã cho xuất bản cuốn sách nghiên cứu về kinh thánh hết sức công phu của họ, nhan đề Babylon Mystery Religion, in lần đầu tiên vào năm 1966, tái bản năm 1990, với 350.000 ấn bản. Chương đầu của cuốn sách này, từ trang 1 đến trang 6, tường thuật nguồn gốc huyền thoại Kitô căn cứ trên Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái và Tân Ước của Kitô giáo như sau. Sách Khải Huyền là cuốn cuối cùng của bộ Thánh Kinh Tân Ước đã viết những hàng chữ lớn, nói về một giáo hội đã suy tàn. Tạm dịch, Babylon vĩ đại là bà mẹ đã sinh ra các con điếm và những chuyện kinh khủng của trái đất này.
đi ngược lại thời gian trên 1.000 năm trước khi cuốn sách cuối cùng này của Bộ Tân Ước được viết ra, ta sẽ thấy người Do Thái viết về các tổ phụ xa xưa của họ trong cuốn sách Sáng Thế Ký, là cuốn sách đầu tiên của Bộ Thánh Kinh Cựu Ước. Họ từ phương Đông tiếp tục cuộc hành trình. Họ đã tìm thấy đồng bằng trong vùng đất Sinai và họ định cư tại đó. Sinai chính là Babylon theo tên gọi sau này và người Hy Lạp gọi là Mesopotamia. Sách Sáng Thế Ký kể tiếp về dòng dõi của một vị anh hùng. Ông Khốt sinh ra Nimrod. Đây là người có đầy quyền năng trên trái đất. Người là một thợ săn đầy quyền năng trước mặt Thiên Chúa. Khoảng 10.000 năm trước công nguyên, khi giống người cổ Do Thái, Ả Rập đến định cư tại vùng châu thổ của hai con sông Euphrates và Tigris, tức Mesopotamia, thì vùng đất này có đầy dẫy những loài thú dữ, sư tử, linh cẩu, chó rừng. Nimrod là một người thợ săn hùng dũng, đã diệt nhiều thú dữ bảo vệ dân, nên được tôn lên làm vị lãnh đạo một vương quốc rộng lớn bao gồm nhiều thị trấn. Và mở đầu vương quốc của người ở Babel, Erech và Akkad và Khanel thuộc vùng đất Sima. Sau khi Nimrod chết, dân chúng khóc than thương tiếc vô cùng. Bà vợ của Nimrod là Semiramis thấy vậy đã an ủi quần chúng bằng cách lóc thịt xác chết của Nimrod chặt thành những miếng nhỏ đem nướng và gửi đi khắp nơi trong vùng. Lúc đó bà đang mang bầu và bà vững tin là sẽ sinh ra một con trai. Bà Semiramis long trọng tuyên bố trước quần chúng: Nimrod là thần mặt trời, ta sẽ sinh ra một con trai và sẽ đặt tên là Tammuz. Con trai ta sẽ là anh hùng Nimrod tái sinh để cứu toàn dân. Bà Semiramis trở thành vị tiên tri đầu tiên báo trước cho dân chúng về đấng cứu thế. Từ đó dân chúng ao ước chờ mong ngày đấng cứu thế sẽ ra đời. Về sau, một tôn giáo xuất hiện tại Sinai, Babylon, tôn thờ Nimrod, Tammuz và cả bà mẹ bồng con thơ trên tay để thờ. Tương tự như Đức Bà Maria bồng Chúa Giêsu hài đồng. Tôn giáo này lan rộng ra khắp vùng. Sau này Thánh Phaolô của Kitô giáo chỉ trích tôn giáo này là đạo thờ ảnh tượng là hoàn toàn sai lầm. Trong bức thư gửi giáo dân tại Roma, Phaolô viết: người ta tự cho mình là khôn ngoan, song le họ đã trở thành những người như kẻ điên rồ. Họ đã biến đổi Thiên Chúa vĩnh hằng thành những hình tượng của con người dễ bị hư mất. Họ tôn thờ và phục vụ tạo vật chứ không phải tạo hóa. Đạo thờ thần mặt trời Nimrod và Chúa cứu thế Tammuz phát triển với nhiều nghi thức tế lễ rất dã man. Họ tạc tượng thần bằng kim loại rất lớn, hai bàn tay của thần to bằng cái chảo lớn. Bên trong tượng thần là một cái lò lửa để đốt nóng hai bàn tay của thần. Khi làm lễ lớn tế thần, các tu sĩ của đạo Nimrod thường bắt trinh nữ hoặc con trai đầu lòng của những người nô lệ bỏ vào hai lòng bàn tay nóng của thần để nướng sống trong tiếng trống và tiếng phèn la vang dội lễ lắng áp các tiếng thét của các nạn nhân và gia đình nạn nhân. Đạo thờ thần mặt trời Nimrod và Chúa cứu thế Tammuz tin rằng lửa là hiện thân của thần mặt trời tại thế gian
Vì vậy mỗi khi cúng tế, họ thắp nến, đèn cầy, làm nhiều hình tròn có tia sáng giống như bánh thánh hình tròn để trong mặt nhật làm bằng kim loại mạ vàng trong các lễ chầu mình thánh chúa ở các nhà thờ công giáo. Sau khi tế lễ, các tu sĩ đạo niêm rất chặt nhỏ xác nạn nhân đã nướng chín và chia nhau ăn. Theo ngôn ngữ Babylon, các tu sĩ này được gọi là Khatna và Thiên Chúa là Mel. Từ đó phát sinh ra chữ Cannibal là từ để gọi những kẻ ăn thịt đồng loại. Sách Dẫn Chiếu trang 120 đến 121. Tiếng Anh Cannibal, tiếng Pháp Cannibal. Điều có nghĩa là mọi ăn thịt người. Trọn chương 7 cuốn Babylon Mastery Regression từ trang 115 đến 126 trình bày các lễ nghi của công giáo La Mã này ngày nay, rất tương đồng với các lễ nghi của đạo thờ thần mặt trời Nimrod. Trong các lễ Misa, từ cha cố đến giáo dân đều chia nhau ăn bánh thánh hình tròn và đều tin rằng đó chính là thịt thật của Chúa Giê-xu đã tử nạn trên thập giá xưa kia, dù chỉ là ăn thịt người một cách tượng trưng. Những người công giáo thật sự đều là cannibal trong đáy sâu linh hồn họ. Trong lịch sử Việt Nam, chúng ta chưa từng bao giờ nghe nói đến những vụ tế thần bằng người sống rồi chia nhau ăn thịt một cách thương tâm và mang rợ như ở Babylon. Người Việt Nam bình thường ăn bánh thì cũng chỉ nghĩ mình đang ăn bánh thật mà thôi, chứ chẳng bao giờ lại có ý nghĩ quái đản là mình đang ăn thịt của một người nào đó. Trong kinh cầu ông thánh Francisco Xavier có câu: ông thánh Francisco là lính rao tiếng Đức Chúa Thánh Thần cho các dân tộc mọi rợ, trang 786 kinh Nhật khóa của Tổng giáo phận Sài Gòn, áp dụng cho công giáo toàn miền Nam Việt Nam. Và câu chúng tôi là kẻ ngay muội xưa nay chẳng có công gì đáng được ân trọng đạo thánh Giê-xu soi đến nước này, cho chúng tôi biết đến được bao thánh đức Chúa Trời là sáng thật, trang 203 toàn niên kinh nguyện của địa phận Hà Nội và Bùi Chu. Đại diện cho công giáo toàn miền Bắc Việt Nam, Kinh dân mình cho trái tim Chúa Giê-xu có câu: xin Chúa tôi hãy làm vua các kẻ còn ở nơi tối tăm thờ bục thần hay là theo đạo Mahomet, trang 145 toàn niên kinh nguyện Hà Nội Bùi Chu. Kinh đọc kinh cầu nguyện xin Chúa soi sáng. Có bao giờ các cha cố bản xứ Việt Nam tự hỏi ai mới thật là dân mọi rợ ăn thịt người, dù chỉ tưởng tượng? Và ai mới là kẻ đang còn ở trong bóng tối của tinh thần? Xin hãy tự hỏi và trả lời. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cái phần này nó cũng hơi ngắn gọn, cho nên tới đây đã là hết một cái phần nghiên cứu về nguồn gốc huyền thoại Kitô. Xin trích ngoài lề một chút. Thường thì các nhà thờ cầu nguyện thì cầu nguyện cho đạo Bụt và đạo Mahomet hãy trở về với Chúa, theo khỏi những cái gọi là đạo mọi rợ. Nhưng thật sự họ ăn bánh thánh là ăn thịt người, họ tưởng tượng ăn thịt Chúa. Và xưa kia người ta cũng là ăn thịt người thật. Như vậy thì ai là mọi rợ? Xin hãy suy xét cho thật kỹ khi chúng ta muốn chứng tỏ mình là người hiểu biết và thông minh. Các bạn khi vô nghe comment cũng vậy, các bạn không chấp nhận sự thật bởi Đức Chúa Trời hay Jehovah
hay tất cả những giáo hoàng công giáo ở Vatican đã bịa ra và nói mà các bạn vẫn tin, tin đó là thật. Bởi vì con người nó ngu, ngu xuẩn là như vậy. Các bạn hãy cố gắng chú ý theo dõi nghe.